Hello các bạn, mình lại tiếp tục với một video là một thông điệp mới của Liên đoàn Thiên Hà nha mọi người ơi. Chúng ta hãy sẵn sàng cho sự thăng thiên hàng loạt bằng cách là chúng ta sẽ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, tập thiền, tập yoga, chăm sóc sức khỏe cơ thể và không ngừng suy nghĩ tích cực. Đồng thời thì chúng ta sẽ làm nhiều thật là nhiều những cái việc tốt để hỗ trợ cho cộng đồng và những người xung quanh trong giai đoạn này, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận được cái sự chuyển đổi DNA thật tốt và chúng ta sẽ nâng cấp năng lượng của mình, bởi vì hiện tại là giai đoạn mà các sinh mệnh ánh sáng từ các hành tinh khác và các cái liên đoàn thiên hà đã có mặt ở toàn bộ các chiều không gian xung quanh trái đất để cung cấp nguồn năng lượng ánh sáng cho chúng ta chuyển đổi và hoàn tất giai đoạn hoàn thành những nghiệp quả cuối cùng của cái kiếp sống này của chúng ta, để chúng ta sẽ được nâng cấp và chúng ta sẽ có một cuộc sống của tương lai tốt hơn, cùng nhau xây dựng một trái đất mới và một cái hành tinh mới, một cái đất nước mới của chúng ta, mà ở đó thì mọi người đều sống an lạc hạnh phúc nha mọi người ơi. Chúng ta sẽ cùng nghe thông điệp này. The Masters of Ascension want to connect with you. We, the Galactic Federation, stationed on the earthly astral planes, currently involved in a range of projects related to mass ascension and evolution in consciousness of your race, wish to communicate our continuing support for the ongoing process. This is a very exciting time. We are all happy to welcome you to the new Earth, and we know that it is you who bring peace and love to us all. The new Earth is where humans will be awoken from their eternal slumber, where they remember who they really are, leave behind all the chaos and darkness, and instead replace it with light, love, and knowledge, where humanity as a whole will be as one again as they were meant to be all those millennia ago in the Garden of Eden. This is to be a place of peace, joy, and plenty for all, where the beings from all star systems, galaxies, universes, and dimensions will work together to create a space of love and harmony. Your ascension is moving closer and closer each day, and the light beings are preparing you for this shift. On an individual level, this shift in frequencies will help catalyze your soul level ascension. Your fifth chakra will be able to connect with your sixth chakra much more efficiently. This will make it much easier for you to communicate with the higher realms. Your awakening has, in a way, set in motion a chain reaction throughout the galaxy. You have been given a chance, a gift from the universe, to make this Earth a paradise again. Many civilizations throughout the galaxy are keeping an eye on your transformation. To them, this is a miracle. But you know what? This is not a miracle at all. This is the result of constant hard work and perseverance, just as you have been doing on Earth. You have created your share of ripples throughout this galaxy, and you have been trying to change your world for a long time now. Many have not taken your efforts seriously, but you have. Many of these civilizations across the galaxy are your ancestors. This is a historical moment for all of you. And your ancestors have been coming home for a long time. Time travel has been going on for a long time. You are living in the last cycle of this planet's Earth. You are great, great, great. These ancestors are from other planets and carry the DNA, memory, and history of your people. It will be like no time has passed, and you will recognize your lost brothers and sisters. And you will all come together as one human race. This spectacular reunion will take place sooner rather than later. These light beings are near you now. They are stationed in the stratosphere. They are stationed all around planet Earth. Not all beautiful stars you see in the night sky are actually what you think they are. Many of them are the light ships that are being sent by your family to guide you along your journey on planet Earth. You can see them. You can see them with your own eyes, these wonderful beings of light. They want to connect with you.
They're the masters of ascension. They want to reach out to you. Ascending to the fifth dimension is not only your destiny, but also your right. You were born on Earth because you have the right genetics needed for this transformation. It is the God code within your DNA. There is an incoming wave, and you need to hold your light now, for it is needed in these times of great change, in the final stage of the upliftment, with the influx of new energies that will consume and go beyond what has been made previously in this realm. It has been a long journey, and it is time to shine your inner light. All along the way, many of you sensed the upcoming completion. And now this time is coming closer. Our purpose is to help each of you find your own inner light so we can rejoice together in the grand discovery of life on the new Earth. We love you dearly. We are here with you. We are your family of light. Aho. This is a message to humanity from Aurora Ray, Ambassador of the Galactic Federation. Cảm ơn Đại sứ Aurora Ray của Liên đoàn Liên Hà, Thiên Hà, Galactic Federation. Chắc là các bạn nghe cái thông điệp này thì cũng biết là đã đến thời kỳ mà chúng ta chuẩn bị thức tỉnh hàng loạt. Và đây là lúc nếu bạn chưa tập thiền định, chúng ta hãy tập thiền định. Nếu bạn chưa tập yoga hoặc khí công hoặc pháp luân công hoặc bất cứ một cái hình thức nào để mà chăm sóc sức khỏe và quay trở lại chăm sóc nội tâm chính mình ở bên trong, dành thời gian cho chính bản thân mình để tìm thấy cái linh hồn của mình, cũng như là có thời gian để chúng ta sẽ học và nghiên cứu sâu hơn về minh triết, về tâm lý học, về tất cả những cái sáng tạo mới mà chúng ta có thể liên hệ với người thầy bên trong của chúng ta là đấng tạo hóa, để mình sẽ được kích hoạt những cái năng lực và những năng lượng tiếp cận với thư viện vũ trụ Akashic, để chúng ta sẽ học thêm những kiến thức mới mà giải quyết được những cái vấn đề của những khó khăn của nhân loại chung ở trên trái đất. Và trong thời kỳ kế tiếp, từ tháng 6 năm 2024, là tức là tháng này, đến năm 2027 là thời kỳ đại thanh lọc, nên tất cả những linh hồn nào hoàn thành tốt những cái sứ mệnh của mình và bắt đầu từ bỏ được tham sân si, rồi có thể chuyển đổi năng lượng thật là tốt, thì sẽ được giữ lại và sẽ được đưa đến trái đất mới. Còn lại thì họ sẽ dần dần được thanh lọc và chuyển về các cái hành tinh cũ hơn để tu tập lại và học lại. Đây là cái giai đoạn cuối cùng, và Hiền mong rằng những cái thông điệp của Liên đoàn Thiên Hà sẽ là cái động lực để chúng ta sẽ dành cái thời gian của mùa hè này cho cái việc học hỏi, nâng cao năng lực cá nhân, nâng cao khả năng làm việc sáng tạo hơn, dành thêm thời gian để mình sẽ chăm sóc sức khỏe của mình và chăm sóc sức khỏe của người thân xung quanh gia đình mình, và nghĩ ra những cái giải pháp để cải tiến môi trường sống của mọi người xung quanh của mình, để làm sao chúng ta sẽ đóng góp vào trong quá trình chúng ta cùng nhau xây dựng lại một thế giới mới tốt đẹp hơn so với hiện tại. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Mm-hmm.